Chào tất cả các bạn, tôi là Quang, hiện đang là trưởng khoa chế biến món ăn tại trường dạy nghề quốc tế MIN. Chào các bạn đến với chương trình Bếp của Quang. Bếp của Quang là nơi mà Quang muốn chia sẻ với những khán giả của mình, đặc biệt là những khán giả trẻ, những bí quyết nấu ăn cực ngon, cực nhanh. Bởi vì không có một bạn trẻ nào có thể cưỡng lại được những món ăn nào là vừa ngon, vừa nhanh mà lại tốt cho sức khỏe, đúng không các bạn? Sau nhiều năm tìm tòi và khám phá, Quang đã tìm cho bếp của mình một loại gia vị vô cùng quý giá. Đó là bột cà ri Việt Ấn. Bột cà ri Việt Ấn không chỉ đơn giản là loại cà ri thông thường, mà bản thân nó đã mang trên mình một giá trị văn hóa cùng hành trình lịch sử lâu dài những hơn 50 năm. Và chính bột cà ri này là loại gia vị bí mật tạo nên những món ăn thanh tao và nồng ấm trong bếp của Quang. Trong chuỗi chương trình kỳ diệu cà ri này hôm nay, Quang xin giới thiệu món salad trái cây có hương vị cà ri. Nghe có vẻ lạ đúng không các bạn nhỉ? Các bạn hãy nhớ lại xem nào, mùi cà ri trong ký ức của các bạn có lẽ là tô cà ri gà của mẹ nấu hay là nồi cà ri dê của quán ngon đầu hẻm nào đấy. Tất cả các món ăn này đều nồng nàn một cách lạ thường. Nhưng mà riêng với món salad trái cây có hương vị cà ri của Quang sẽ là sự da diết, mới mẻ và hiện đại hơn. Với Quang, món ăn này giống như những cô gái trẻ của ngày hôm nay, nào là nhanh nhẹn, năng động, ngọt ngào mà lại tốt cho sức khỏe nữa các bạn ạ. Ôi, mãi lo chuyện tình yêu cà ri và tình yêu cái đẹp, chúng ta hãy bắt đầu chế biến món salad trái cây có hương vị cà ri. Trời hôm nay thật là đẹp, Quang rất là thích đi chợ sớm. Bởi vì phiên chợ sớm làm cho mình cảm thấy rộn rã như đang reo hát vậy đó. Bây giờ các bạn hãy thử nhắm mắt lại để hít hà cái không khí và hương vị trong lành của phiên chợ sớm các bạn nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy mở mắt ra, nếu không thì đụng phải người khác và bị giành hết phần thức ăn ngon rồi. Chúng ta hãy đi lựa những loại rau cần thiết để chế biến món salad trái cây có hương vị cà ri nha. Chị ơi, táo đỏ bao nhiêu một ký vậy chị? Chị lấy cho em một quả nha. Còn lê thì sao chị? Chị lấy cho em một trái đi. Rồi chị lấy cho em một trái dưa lưới nữa. Trái đó được rồi chị ạ. Này là bao nhiêu tiền vậy chị hả? Dạ rồi, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều ha. Và đây là bột cà ri của công ty Việt Ấn. Các bạn đừng quên mua bột cà ri này nhé. Bởi vì nếu các bạn quên thì coi như món salad trái cây có hương vị cà ri của chúng ta đã coi như tiêu tùng rồi. Nào chúng ta hãy kiểm tra lại xem những nguyên liệu cần thiết để chế biến món salad trái cây có hương vị cà ri đã đầy đủ chưa nhé. Chúng ta có lê, táo, dâu tây, bơ sáp, dưa lưới, cà rốt, khoai tây, rau húng lủi và gia vị muối, tiêu, sốt mayonnaise, dầu ô liu và bột cà ri Việt Ấn. Chúng ta tiến hành chế biến món này như sau. Đối với phần lê và táo thì chúng ta phải gọt vỏ. Sau đó chúng ta dùng đồ múc trái cây như thế này tạo thành những viên bi. Khi tạo xong rồi thì chúng ta cho vào một tô nước lạnh có pha một chút muối loãng. Và chúng ta sẽ giữ được cái màu sắc của trái cây này. Chúng ta cứ làm như vậy. Đối với táo thì chúng ta cũng làm giống như là lê, chúng ta cũng gọt vỏ phần táo này đi. Chúng ta cũng múc thành những viên bi và ngâm vào trong nước lạnh, có pha chút muối loãng.
Và như vậy chúng ta có những viên bi rất là đẹp mắt. Đối với phần dâu tây thì chúng ta cũng rửa sạch, để ráo, chúng ta cắt làm 4. Và chúng ta cho vào một trong cái chén như thế này. Dâu chúng ta đã cắt xong, bây giờ chúng ta hãy chế biến món bơ nha các bạn. Bơ thì chúng ta chỉ cần gọt vỏ. Chúng ta cũng dùng đồ múc để múc thành những viên bi rất là xinh như thế này. Và chúng ta cũng cho vào trong một cái chén. Chúng ta đã có những viên bi bằng bơ sáp rất là ngon và rất là bắt mắt. Đối với dưa lưới, chúng ta sẽ rửa sạch, bào vỏ đi. Chúng ta cũng dùng đồ múc để tạo thành những viên bi. Chúng ta cho vào một cái chén. Phần còn lại của dưa lưới, các bạn đừng bỏ đi mà chúng ta sẽ tỉa một cái liễn trái cây để đựng tất cả những nguyên liệu mà chúng ta đã chế biến vừa xong, và chúng ta sẽ có món là salad đựng vào trong trái này. Riêng với khoai tây và cà rốt, chúng ta phải luộc chín, sau đó chúng ta để nguội và chúng ta cũng dùng đồ múc để tạo thành những viên bi. Khoai tây chúng ta cũng dùng đồ múc tạo thành những viên bi. Và chúng ta cho vào một cái chén. Tất cả trái cây chúng ta đã tạo thành những viên bi rất là đẹp và rất là dễ thương như thế này. Về phần rau húng lủi thì chúng ta cũng rửa sạch, để ráo để trang điểm cho món salad này. Với bột cà ri Việt Ấn, chúng ta cần có một cái thố thủy tinh như này, có nắp đậy để chúng ta cho vào đây và chúng ta giữ được mùi và màu của bột cà ri các bạn nhé. Chúng ta cho một lượng vừa phải vào trong thố thủy tinh mà chúng ta đang có. Sau đó thì chúng ta đổ dầu ô liu vào. Các bạn hãy đổ ngập mặt các bạn nhé. Và như vậy thì hương cà ri từ trong này sẽ ra thẩm thấu với dầu ô liu. Chúng ta sẽ có một nguyên liệu rất là tốt để chế biến món salad trái cây có hương vị cà ri. Chúng ta đậy lại và có thể chế biến trước. Cái dầu này có thể trước một đêm hoặc là nhiều ngày trước để chúng ta lắng được cái phần dầu lên trên và chúng ta làm rất là đẹp. Tất cả nguyên liệu chúng ta đã sơ chế xong, phần còn lại chúng ta cất đi. Chúng ta cần có một cái thố bằng thủy tinh như thế này. Chúng ta cho những nguyên liệu này vào. Trước tiên chúng ta cho lê, sau đó chúng ta cho táo vào, tiếp đến chúng ta cho khoai tây, cà rốt, và những quả dưa lưới ống mực như thế này.
phần dâu tây và bởi vì bơ sáp rất là mềm, nếu chúng ta cho vào trước thì dễ bị dập nát. Bây giờ chúng ta hãy đảo nhẹ tất cả các nguyên liệu này trước, sau đó chúng ta cho bơ sáp vào. Chúng ta đảo như thế này rất là nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta cho bơ sáp vào. Như vậy thì tất cả các trái cây mà chúng ta đã sơ chế, chúng ta cho vào hết rồi. Chúng ta hãy cho nguyên liệu gia vị vào. Chúng ta cho một muỗng muối, nửa muỗng tiêu, sốt mayonnaise các bạn cho một lượng vừa phải, khoảng 2 muỗng canh. Bước kế tiếp thì chúng ta phải đảo đều tất cả nguyên liệu này cùng sốt mayonnaise và muối tiêu trước. Chúng ta cũng đảo nhẹ nhàng từ phía ngoài của cái tô vào chính giữa để chúng ta cho áo sốt của tất cả những viên bi này. Các bạn có thấy tất cả những viên bi đã áo được phần sốt mayonnaise rồi. Cuối cùng chúng ta cho những giọt cà ri mà chúng ta đã ngâm dầu ô liu vào thì đảm bảo các bạn món này sẽ rất là đẹp. Ta cho một lượng vừa phải thôi, nếu nhiều quá thì món ăn sẽ bị quá nồng, và một lượng vừa phải đủ thì món ăn sẽ tuyệt vời hơn. Chúng ta cũng đảo nhẹ như thế này. Màu vàng óng của dầu cà ri cùng những viên bi nhiều màu sắc đã tạo thành một tác phẩm rất là đẹp. Đối với phần dưa lưới, chúng ta sau khi đã tạo thành những viên bi thì phần còn lại Quang đã tỉa được một cái liễn trái cây như thế này. Rất là xinh và rất là đẹp đúng không các bạn? Chúng ta đừng có bỏ cái phần này đi nha. Sau khi mà tỉa được như vậy thì chúng ta dùng muỗng múc tất cả những viên bi xinh đẹp này bỏ vào trong đây. Chúng ta cho hết sức nhẹ nhàng và chúng ta chọn lựa màu sắc cho hài hòa. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng quyện lẫn với nhau. Ta cho một lượng vừa phải, nếu mà nhiều quá thì salad sẽ bị tràn ra ngoài. Và chúng ta điểm xuyến với lại một ít rau húng lủi. Và như vậy thì món salad trái cây có hương vị cà ri của chúng ta đã hoàn thành. Món ăn này đạt 3 tiêu chuẩn: xanh, sạch và đẹp, kích thích sự sáng tạo của chúng ta vô cùng. Và đây là món salad trái cây có hương vị cà ri. Chắc hẳn các bạn đã nhận ra được sự độc đáo của món salad này. Đằng sau sự tươi mới, ngọt ngào cùng hương vị cà ri khó cưỡng là một sự chế tác mới mẻ trong việc kết hợp các gia vị. Chính điều này đã tạo nên một sức sống mới cho những nguyên liệu và thực phẩm truyền thống, tạo cho chúng ta những món ăn ngon và có lợi cho sức khỏe. Các bạn nhớ nhé, hãy sáng tạo không ngừng, nấu ăn theo cách của mình và đặc biệt là đừng quên đến sự kỳ diệu của bột cà ri Việt Ấn. Hãy đến với bếp của Quang để cùng trở về với thiên nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại.